Việt Dũng Auto 31 Lê Văn Lương xin kính chào quý anh chị em đang theo dõi chương trình mua bán ô tô xe hơi. Thì em là đại diện của Việt Dũng Auto có địa chỉ tại số 31 Lê Văn Lương, thành phố Hà Nội. Thì đầu tiên em xin được nói về mức giá đã. Chiếc xe thì ngay cạnh em đây rồi. Mức giá chỉ có 490 triệu đồng. Và với 490 triệu đồng quý anh chị mua xe mới thì chúng ta chỉ có thể sở hữu được những chiếc xe hạng A với những cái nội thất rất là rẻ tiền và những cái cảm giác lái rất là bình thường như bao mẫu xe hạng A khác. Nhưng với 490 triệu đồng, quý anh chị mua xe cũ thì chúng ta cũng đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe hạng sang với những cái vật liệu cao cấp này, với những cái chất liệu cao cấp cùng với cả một cái cảm giác lái hoàn hảo. Tất nhiên, cái gì nó cũng có điểm ưu và điểm nhược. Thì mẫu xe Mini Cooper Countryman được sản xuất vào năm 2011 của Việt Dũng Auto chúng em đang bán với mức giá của một chiếc xe hạng A. Nhưng mà đổi lại, quý anh chị sẽ có những cái trải nghiệm của những mẫu xe hạng sang cao cấp. Và đấy là phần lợi điểm. Còn về phần nhược điểm thì ngay sau đây em xin mời quý anh chị hãy đi cùng với em để có thể xem là quý anh chị có thể trải nghiệm thử xem là nó có xứng đáng với mức giá là 490 triệu đồng không ạ. Ngay sau đây em mời quý anh chị đi cùng với em ạ. Đấy, em sẽ đi một vòng quanh chiếc xe để quý anh chị có thể cảm nhận được rõ về chiếc xe này hơn. Thì mẫu xe này là mẫu xe mini gầm cao đầu tiên của hãng. Và cho đến tận bây giờ hãng vẫn sản xuất ra mẫu xe này. Sau những mẫu như là Mini Cooper S này, Mini One này, đó thì một mẫu xe gầm cao hơn, kích thước lớn hơn và có khoang ngồi rộng rãi thoải mái hơn đã được Mini tạo ra. Nó cùng với so với cả một chiếc xe Mini Cooper thì đây là một trong những cái dáng thiết kế Mini Cooper lớn nhất, nó không còn là Mini nữa, đó. Với khoang ngồi nội thất, ngay sau đây em sẽ tiến gần và quý anh chị xem về khoang nội thất của chiếc xe để quý anh chị có thể thấy được cái khoang nội thất của nó vô cùng rộng rãi. Về phần ngoại thất của chiếc xe thì xe thì sở hữu ngoại thất màu trắng và đã được Việt Dũng Auto dán Grab lại sang màu xanh để cho nó hợp với xu thế và thời đại hơn thôi. Còn lại thì chất lượng nước sơn cũng như là chất lượng xe thì quý anh chị có thể theo dõi. Đó, màu trắng ở bên trong lòng. Nội thất là màu đen, số km là hơn 10 vạn km. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy phần ghế da của chiếc xe. Ghế như gọi như mới luôn. Tại vì sao ạ? Ghế chính hãng luôn. Nhưng mà vì là cái chị chủ cũ xe này, chị là con gái và chị ý, cơ thể chị rất là nhẹ, cho nên là cái độ nhăn trên ghế này nó chỉ có một vệt này thôi, rất ít. Phần ghế này nó gần như là mới, rất đẹp luôn. Phần đồng hồ thì ngay sau đây em sẽ tiến vào phần khoang phần chính này. Thì phần đồng hồ chính của chiếc xe thì đồng hồ Odo, đồng hồ tua. Đấy, xử lý vòng tua ở đây, có hai màn hình thông số ở đây. Hệ thống chìa khóa thì sẽ được cắm vào đây. Đề nổ start stop nhưng mà vẫn phải cắm chìa. Đây là một trong những cái điều rất là buồn cười của Mini Cooper. Đó, và cũng có một số hãng em thấy cũng làm việc này. Còn cái phần đồng hồ công tơ mét thì nó sẽ nằm ở cái đường vùng ngoài này và hiển thị kim xăng nó sẽ ở đây. Màn hình giải trí trung tâm rất nhỏ nhưng mà nó đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Hệ thống điều hòa thì rất là xinh yêu, rất là xinh. Đó. Và chiếc xe Mini Cooper này nó có một cái hay nữa là nó có cả cái đèn đây. Nó có cả cái phần đèn này. Buổi tối thì bây giờ em quay lên thì quý anh chị sẽ không thấy nhưng mà cái đèn này nó có thể đổi màu được, xanh đỏ tím vàng, rất đẹp. Đó. Và phiên bản Mini Cooper Countryman đời 2011 này thì chúng ta sở hữu đến tận hai cửa sổ nóc. Đó. Đây là phiên bản S đấy ạ, chạy rất nhanh. Cooper Countryman phiên bản S. Nó sẽ đắt hơn cái bản thường kia một chút và nhưng mà nó đầy đủ option này hơn này, nó có cửa sổ nóc xong rồi tốc độ chạy cũng sẽ mạnh hơn so với cả bản thường. Hàng ghế sau cũng thế, ngồi vô cùng rộng rãi. Chiếc xe này chỉ phục vụ được 4 người thôi. Hai người lớn ngồi phía đằng sau thì thoải mái vô cùng. Những cái chi tiết trên xe thì theo năm theo tháng, cái nút lên xuống kính của nó cũng yêu này, rất xinh yêu luôn. Hệ thống âm thanh của chiếc xe phiên bản S này thì hệ thống âm thanh của Harman Kardon hoàn toàn, nghe rất đã. Cái phần mở cốp cũng rất đặc đậm chất Mini Cooper, đó chính là hàm mình sẽ ấn vào cái logo này và mở ra. Cốp thì là ghế cơ, cốp cơ hoàn toàn. Với một chiếc xe khi mà mới có giá hơn 2 tỷ nhưng mà cũng chỉ là cốp cơ thôi. Ghế cũng là chỉnh cơ. Đó. Đấy là những thứ mà người sử dụng Mini Cooper chấp nhận cái việc đó.
phần cốp của chiếc xe thì chúng ta sẽ để cũng khá là thoải mái. Đó. Nếu mà chiếc xe này quý anh chị đi gia đình thì hoàn toàn có thể chạy một hành trình dài 4 người lớn thoải mái. Đó. Về bản chất cho mẫu Mini Cooper này thì khi mà mình sở hữu những chiếc xe này thì mình sở hữu cái vẻ đẹp này, cái đặc sản lịch sử của xe. Thương hiệu Mini Cooper thì cũng là một trong những thương hiệu mà xe thể thao cỡ nhỏ gắn với phim ảnh rất là nhiều. Những bộ phim, có rất nhiều bộ phim nói đến mà có xuất hiện của mẫu Mini Cooper này. Và nó cũng là một phần lịch sử của các mẫu xe, một phần lịch sử của ngành xe hơi thế giới luôn. Đó. Thì với mức giá 490 triệu đồng, nó chỉ bằng 1/4 so với chưa được 1/4, có khi chỉ xem 1/4 hoặc chưa được 1/4 so với cái giá mới. Quý anh chị có thể sở hữu và trải nghiệm thử mẫu xe này rồi. Việt Dũng Auto luôn cam kết về chất lượng xe, cũng như là khi quý anh chị mua những mẫu xe này về trải nghiệm một thời gian thì quý anh chị có nhu cầu bán lại, Việt Dũng Auto sẽ mua lại, miễn là xe không đâm đụng ngập nước là Việt Dũng Auto sẵn sàng quay đầu. Này, em sẽ mở nốt phần nắp capo của chiếc xe để có thể quý anh chị nhìn thấy cái phần máy của chiếc xe, động cơ, trái tim của chiếc xe. Đây ạ, ti cửa thủy lực hoàn hảo, không một lỗi lầm. Và tiếp đến em sẽ tiến vào khoang máy của chiếc xe. Xe thì đã được em vệ sinh khoang máy rồi. Đó, cho nên là rất là sạch đẹp để quý anh chị có thể dễ dàng nhìn thấy các cái chi tiết của trên chiếc xe cũng như là các chi tiết ốc. Đó. Còn tất nhiên với một mẫu xe mà 12 năm tuổi thì em không dám tự tin là đây là một chiếc xe xuất sắc. Nhưng em tự tin đây là một chiếc xe đáng để quý anh chị có thể trải nghiệm. Và nó có một cách vận hành rất là hay và để phù hợp, để gọi là thay vì những mẫu phổ thông với các cái kiểu cảm giác lái phổ thông thì mẫu xe này có những cái trải nghiệm lái xe rất là đặc biệt luôn, mà em cũng không biết tả như nào, chỉ có là quý anh chị trực tiếp đến với cả Việt Dũng Auto chúng em trải nghiệm mẫu xe này, lái thử nó, có thể quý anh chị sẽ hợp và cũng có thể quý anh chị không hợp, nhưng một khi đã hợp rồi thì em tin chắc quý anh chị sẽ thích mẫu xe này. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình và em xin chúc quý anh chị có một ngày tốt lành.